Dạ, xin chào cả anh chị mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là chiều hôm nay là cũng giới thiệu anh chị mình ít cái hàng mai giống thôi. Đây là dạo như ý nha anh chị. Cây thì ghép hai bo. Đấy, nhưng mà cây này thì bo nó không nhiều bằng cái cây mà con ghép một bo clip trước buổi sáng nha anh chị. Đây ghép hai bo. Của anh chị mình chịu khó mình đợi một tí xíu ha. Vài bữa thì bo nó nhiều hơn, thể đang bắn đọt nè. Cây gốc sung khỏe mạnh nha anh chị. Cây này thì hoành khoảng chừng gần 8 thôi. Đó, phần 8 thôi nha anh chị. Giá là 200 bao ship. Thì tương tự cây này cũng vậy, cây này cũng góc vườn thì hoành cũng tương tự vậy thôi, cũng ghép hai bo hai bên vậy, nhưng mà cây này thì nó tẻ nhánh đều, nó lùn hơn nha các anh chị, lùn hơn, tẻ nhánh đều tròn hơn. Vậy các anh chị mình chăm thêm ship đi thì cỡ này là con ship đi chậu về luôn như thế này, tại nằm trong xe ha, C7 nha các anh chị. Đây cũng 200 đồng giá luôn, cái này số 1, cái này số 2, đồng giá 200k bao ship ha. Giờ tiếp tục đây là mã số 3. Mã số 3 này thì con lên một cái cây mai gọi là dạo cam, cánh tròn đọt đỏ bình định nha các anh chị. Lên cho anh chị mình xem ha. Cây này thì hoành nó cũng khoảng 10 rưỡi á các anh chị, khoảng 10 10 rưỡi đó. Đây ghép 3 bo tàn nhánh đều ha, tàn nhánh đều ghép 3 bo, cây thì nó cũng tương đối thì nó xum xuê nha. Vậy các anh chị mình lấy bo được. Bông này mọc cam, đỏ thì đỏ huyết ha, chứ không phải như đỏ bóng nha các anh chị. Đỏ bóng thì nó khác, cây này là đỏ huyết. Cây này thì giá là 250 bao ship của anh chị mình luôn, mã số 3. Và mã số 4 cũng tương tự luôn. Đó, cũng vậy luôn nha các anh chị, bo nó hơi cục hơn tí xíu mà cây cũng ghép 3 bo luôn, cây kia cũng ghép 3 bo. Đây cũng 250 bao ship của anh chị mình luôn rồi ha. Là mã số 4. Và mã số 5. Mã số 5 cũng một cây vậy luôn ha. Cùng một giống luôn, là dạo cam cánh tròn đọt đỏ bình thịnh luôn, cây thì cũng ghép 3 bo tàn nhánh thì ra xùm xuê cũng tương đối đều. Cây này thì hoành nó cũng bự nha con chị, đế hình như chân nơm tí xíu cho con chị mình thấy ha. Đó, quay kỹ con chị mình xem. Cây này thì mã số 5, giá 300 bao ship của con chị mình luôn, cũng dạo cam cánh tròn đọt đỏ bình thịnh luôn ha. Là hai cây kia 250, cây này thì giá là 300 bao ship của con chị mình luôn rồi nha. Và còn đây là mã số 6, một cái dạo đồng tiền nha con chị, để dạo đồng tiền chân cao. Cái này thì giá 200 bao ship của anh chị mình luôn ha. Đây là mã số 6. Và mã số 7, mã số 7 này là cả một cây bình lợi nha. Cây bình lợi hàng ghép 3 bo, tay cành đều nhánh đều luôn cho anh chị. Cũng 200k bao ship của anh chị mình luôn. Cây này ghép tới 3 bo rồi nha, đóng chột ha. Cây đóng chột rất là cứng cáp nha các anh chị. Đây cũng giá đồng giá luôn, 200 bao ship của anh chị mình. Tặng nhà mã số 7. Cái này thì không nói, cái này dạo đồng tiền luôn ha, dạo đồng tiền tàn nhánh thì nó bo cũng nhiều nè các anh chị. Đây, nhưng mà cây này không có đánh mã số thì nó cũng 200, cây này cái ế cũ nên con quay sờ đây. Còn qua mã số 8, mã số 8 là một cây thiết mai. Thiết mai hàng đế chân nơm ghép hai bo tàn nhánh đều, đế chân cao nha các anh chị. Đây, chân nơm nó sổ đây, tại vì nằm ở trong xe của anh chị mình thấy quay vậy thôi chứ nó ở ngoài thì đế nó cũng khá là đẹp nha. Mã số 8 rồi, một cây thiết mai, thiết tứ quý với con chị, hoặc là Sài Gòn lá lớn thì cũng vậy ha, cũng một tên nha con chị, giá cũng 200 bao ship của anh chị mình luôn rồi ha. Và còn đây là mã số 9, một cây mai nhị ngọc toàn, hàng này là con ghép hai bo, tàn nhánh thì đế của anh chị mình xem nè, hoành này thì khoảng 7-8 thôi, thì đế nó tương đối là ok nha con chị. Đây, cây này thì giá cũng 200 luôn. Nói chung là mấy cái này thì lên giá của anh chị mình tầm 200-250 thôi, chứ nó cũng không có cao hơn nha các anh chị. Thì cái tiếng hơi nhỏ của anh chị mình thông cảm giùm nha, tại mấy cái này thì do cái điện thoại nó hư ha. Đây, 200k mã số 9 nha các anh chị, nhiều toàn. Dạ, tương tự đây là mã số 10. Mã số 10 này thì cũng mai nhiều toàn luôn, thì giá cũng 200. Đó, 200k bao ship của anh chị mình luôn, nhiều toàn luôn ha. Các anh chị mình cứ xem kỹ nha, các anh chị xem kỹ luôn thì cái nào trời được các anh chị mình có thể chọn nha. Thì ngoài đó thì cũng có mấy cái như ý 200, cây thì lấy bo nó cũng khá khá, chừng mười mấy hay chục bo gì đó, rồi anh chị mình chọn nha. Trong cái video trước thì con có đăng, các anh chị mình có thể là check lại cái video cũ thì các anh chị mình cứ xem kỹ cái cây rồi mình về mình chọn ha. Thì ngoài cái đó thì có loại nhỏ hơn thì nhiều loại giống khác nhau, một cặp 200 tùy theo các anh chị mình lựa chọn thôi. Mấy đó các anh chị mình cứ xem kỹ cây, mình đặt hàng thì mình gọi qua số máy là 0963 210 936, gọi nhắn tin đều được ha. Cái nào mình lướt ngang kênh thì cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Còn có những đóng góp ý kiến khác mình có thể là comment phía bên dưới, và nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con giùm ha. Có anh chị mình nhớ là nhấn vào chuông thông báo để nhận được video mới nhất nha các anh chị. Cuối cùng là chúc anh chị mình nhiều sức khỏe và có anh chị trong giao sao. Xin chào ạ.